Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu về cách bảo dưỡng bình nóng lạnh. Hiện nay đa số người dân sử dụng bình nóng lạnh là thường không quan tâm và bảo dưỡng định kỳ, nên sau khi sử dụng một thời gian, bình sẽ có tình trạng là làm nóng rất là lâu hoặc là bị rò điện gây nguy hiểm, đã có nhiều vụ tai nạn do bình nóng lạnh gây ra. Và hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bảo dưỡng bình nóng lạnh nhanh nhất và đúng cách. Trước tiên chúng ta có thể thấy ở đây là cái đầu vào của van cấp nước, thì ở đây có cái khóa để xả e. Chúng ta có thể mở cái khóa, sau khi khóa đường nước cấp thì chúng ta có thể mở cái van này và chờ nước trong bình chảy hết ra. Sau khi nước trong bình đã chảy hết ra rồi thì các bạn có thể bảo dưỡng trực tiếp bình nóng khi đang treo, hoặc có thể tháo ra làm. Chúng ta có thể tháo hẳn bình xuống dưới đất thì làm nó sẽ tiện lợi hơn. Thì cấu tạo của bình nóng lạnh phần lớn là khá đơn giản. Bên trong ngoài đường dây điện cấp nguồn vào thì vào qua một cái dư le để điều chỉnh nhiệt độ, sau đó cấp trực tiếp vào dây may so để kết nối vào trong bình để đun nước. Trước tiên là chúng ta phải tháo cắp điện cấp cho sợi đốt, tháo hẳn dơ le ra ngoài. Ở đây thì có một cái cầu để giữ ốc, để giữ thanh đốt không bị rơi vào bên trong. Sử dụng một bu lông là có bu lông 10. Chúng ta thấy dùng trong để mở ra. Có thể dùng một sợi dây thép để giữ sợi đốt không bị rơi vào trong khi chúng ta tháo ốc ra. Tránh không rơi vào bên trong. Vì có một số bình nóng lạnh cái tiết diện có thể nhỏ, chúng ta không thể đưa tay vào bên trong để tháo thanh đốt ra được, mà chúng ta phải giữ. Lôi ra khá là đơn giản. Đây là thanh đốt của bình nóng lạnh khi xem ra. Thì chúng ta có thể thấy là ở giữa thanh đốt này có một thanh magie. Cái thanh magie này là chúng ta phải tháo ra để thay định kỳ, thường là 2 năm một lần. Nếu chúng ta không thay cái thanh magie này thì sẽ xảy ra cái hiện tượng vôi hóa khi chúng ta sử dụng bình nóng lạnh. Sẽ vôi hóa trực tiếp trên cái thanh đốt này. Và khi mà thanh đốt đã bị vôi hóa và ăn mòn với một cái thời gian nhất định, một thời gian dài, thì có thể bị mục cái thanh đốt này ra và sẽ bị rò điện. Đây chính là nguyên nhân mà dẫn tới những vụ tai nạn
bị điện giật do bình ống lạnh gây ra. Thành, nếu chúng ta lắp thanh ma dê này vào thì cái sự ăn mòn nó sẽ xảy ra ngay trên thanh ma dê này mà không, và sợi đốt sẽ được an toàn. Chúng ta sử dụng hàng năm mà vẫn không bị vôi hóa trên bản thân cái thanh đốt này. Như chúng ta đã thanh ma dê này đã bị ăn mòn và đã phải đến lúc phải thay thế. Và cả cái con cao su này nữa cũng đã bị mục nát. Trước tiên chúng ta phải vệ sinh bên trong bình trước.